Thưa quý vị, việc xây dựng trái phép không phải là vấn đề mới ở hầu hết các địa phương trên cả nước, và Hà Nội cũng vậy. Tuy nhiên, việc xây dựng trái phép tràn lan, dai dẳng vẫn tiếp diễn ở địa bàn thủ đô là một thực tế đáng báo động. Hàng loạt nhà xưởng trái phép đang ngày càng dày đặc xuất hiện trên những thửa đất nông nghiệp, hay thậm chí là cả một khu dân cư trái phép bỗng nhiên xuất hiện ngay giữa lòng thủ đô, gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Và thực tế không còn là nguy cơ nữa, mà nó đã trở thành vấn đề đáng báo động khi hàng loạt các vụ cháy đã liên tiếp xảy ra trên những công trình xây dựng trái phép. Đây là một vụ cháy lớn tại khu vực phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, xảy ra vào ngày 5 tháng 4 năm 2024 mới đây. Vụ cháy bắt nguồn từ kho chứa phế liệu rồi lan rộng, thiêu rụi cả nghìn mét vuông nhà xưởng lân cận. Đáng chú ý, toàn bộ khu vực này đều được xây dựng trái phép. Vụ việc khiến khu dân cư xung quanh được phen hoảng loạn. Thật may, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt kịp thời dập tắt ngọn lửa, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Việc một vài nhà xưởng trái phép mọc lên đã là nguy hiểm. Tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức này, còn xuất hiện cả khu nhà xưởng rộng lớn trên đất nông nghiệp, chẳng khác gì một cụm công nghiệp chính quy. Từ khi cụm công nghiệp trái phép này đi vào hoạt động, các hành vi xả thải đã bức tử cả một khúc sông đáy. Trong khi những sai phạm cũ chưa được giải quyết, thì các công trình sai phạm mới vẫn lén lút mọc lên, bất chấp những biện pháp cưỡng chế của chính quyền sở tại. Để che mắt lực lượng chức năng, bên ngoài các đối tượng treo biển trang trại chăn nuôi. Nhưng bên trong lại là khu nhà xưởng với các thiết bị máy móc đang hoạt động hết công suất. Khi thấy ống kính của máy quay, hầu hết những nhà xưởng đều được khóa trái cửa và tạm dừng hoạt động như thế này. Trong khi đó, ở ngay quận nội đô Hoàng Mai, các sai phạm về trật tự xây dựng vẫn luôn là vấn đề nhức nhối từ hàng chục năm nay. Tại hầu khắp các phường như Thanh Trì, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, hàng loạt nhà xưởng quy mô lớn vẫn án ngữ trình ình trên hàng chục nghìn mét vuông đất nông nghiệp. Nhà xưởng sản xuất, kho chứa hàng hóa, bãi trông giữ xe toàn là các loại hình kinh doanh có nguy cơ cháy nổ rất cao. Trong khi những vi phạm cũ chưa được giải quyết, các vi phạm mới đã mọc lên khiến cho bức tranh toàn cảnh về quận Hoàng Mai thật lụp sụp, nhếch nhác. Việc xây dựng các loại nhà xưởng trên đất nông nghiệp ngay giữa trung tâm thủ đô đã là một điều hết sức nguy hiểm. Nhưng ở phường Vĩnh Hưng, các đối tượng còn xây dựng trái phép hàng trăm căn nhà để ở ngay trên đất ruộng, đất ao hồ, rồi bán ồ ạt, gây nhiễu loạn thị trường bất động sản, trực tiếp ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây bức xúc trong nhân dân. Tại ngõ 200 phố Vĩnh Hưng thuộc phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, một diện tích lớn đất nông nghiệp nay đã bị quê tôn, xây dựng nhà ở và giao bán công khai trên khắp các trang mạng xã hội. Cả cái cánh đồng đằng trước này là ngày xưa là cái ruộng, bây giờ xây hết trong nhà, kín nhà trong ấy. Bây giờ nó cứ xây lên từng mạch một là bán ra đâu. Cứ mỗi căn nó 30 mét là bán hơn 1 tỷ, 2 tỷ đấy. Tất cả là ruộng bây giờ nó chuẩn bị nó xây hết. Cũng theo người dân, do nhu cầu nhà ở tăng cao, trong khi đại đa số người dân không đủ tiền để mua nhà ở có đầy đủ pháp lý, họ buộc phải mạo hiểm mua các căn nhà xây dựng trái phép với mức giá rẻ. Có cầu là ắt có cung, vậy là phân khúc nhà ở trái phép hình thành và nở rộ. Tàn không sổ hết. Như xây máy vào máy kinh doanh này mua 20 triệu, thế xong rồi 10 triệu, vừa đâu sổ đấy. Mà bây giờ mày thích mua cho tao mua cho mày 4 triệu mét luôn. 300 mét, nó đương đòi 4 triệu, mà tao sẽ giả là 2 triệu rồi, nó đi mẹ phải suy nghĩ đó. Mày thích tao mua cho mày luôn. Xong rồi 30 một căn, à 30 mét một căn hoặc 34 mét một căn mày để được. Công rãnh thì là xong mày chấp bán. Ồ thế nhanh giàu lắm nhỉ. Bây giờ làm nào. Người đàn ông nhận mình là chủ khu đất trên, ngay sau khi thấy ống kính máy quay, ông ta lập tức kéo cổng nhằm che đi những công trình xây dựng trái phép bên trong. Diện tích đất nhà anh đây rộng không? Rộng, mua một hai xào. Hai xào tầm hơn 700 mét à?
Thế quây tôn là bao mét rồi? Quây tôn thì nuôi gà đấy, em thì dặn đường biên giới chứ làm gì. À thì đấy, thì quây tôn tức là quây tôn xung quanh rồi đúng không? Quây tôn thì mà làm biên giới, mốc giới thì chứ ai cho xây dựng thì mình trả giao thôi. Nuôi gà đôi vịt thì không quây thì bạn thì mất à? Bây giờ em hỏi thật là máy tôn này anh xưởng, nói là xưởng. Máy xưởng này là anh kinh doanh sản xuất cái gì? À làm cái kho vô vẩn. Kho nhưng mà kho gì ấy chứ? Ua. Hả? Ua. Cái gì? Ua dây kéo tôn này. À, ua dây kéo tôn đúng không? Không, phòng cháy chữa cháy thì mình làm cái xưởng sản xuất vật tư lớn ấy, thì mình thì có bất kỳ một thôi mà. Đồng chí thế chứ còn làm cái quy mô chỉ biết. Nếu mà làm cái quy mô thì nó phải đảm bảo tất cả mọi yếu tố, con người, rồi là tài sản. Nhưng đây gọi là phòng phẹt. Thế đồng chí biết. Cứ như vậy, cả một khu dân cư mọc lên trên đất nông nghiệp ở phường Vĩnh Hưng này. Đáng chú ý, hàng chục căn nhà như thế này vừa mới được hoàn thiện cách đây chừng một năm. Nghĩa là sự việc xảy ra trước và sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành văn bản chỉ đạo tập trung thực hiện theo chuyên đề số 03 đối với nội dung công tác quản lý sử dụng đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng, đất sử dụng trái mục đích trên địa bàn thành phố vào ngày 28 tháng 3 năm 2023. Thành phố đã nhiều lần chỉ đạo quyết liệt, thậm chí còn gắn với trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cơ sở. Nhưng sai phạm vẫn nối tiếp diễn ra. Vậy nguyên nhân do đâu? Làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hưng, ông Ngô Mạnh Cường nói như thế này. Đấy, nói thật là anh, quan điểm của anh là cũng là rất là đấy. Em thấy anh ra trong anh cũng chỉ trao đổi xong anh ấy. Bởi vì là cái việc đấy là việc của cơ quan, việc của bọn em. Còn anh rất là tinh thần và anh em là chia sẻ với nhau rất nhiều thứ mà anh làm bây giờ anh cũng còn phải, tức là cũng phải ở trong cái mức độ, tức là nó là ở mức độ nào đấy, tức là để nó có rất nhiều nguyên nhân. Cái khi đã xây dựng một cái hệ thống chính quyền thì bao giờ nhà nước cũng phải có đầy đủ tất cả những yếu tố bảo đảm, từ cơ sở pháp lý đến cơ sở vật chất đến vấn đề nhân sự, vấn đề tổ chức và cái năng lực để triển khai. Và khi có những quy định pháp luật thì bao giờ cũng đã được phổ biến, được giáo dục và thậm chí tập huấn ở mức độ thấp nhất. Người ta có thể nói là cả cái hoạt động cầm tay chỉ việc thì không thể nói là chỉ là vấn đề yếu kém, mà theo tôi cái nguyên nhân ở đây chính là vấn đề lợi ích. Có thể ở đây là lợi ích nhóm ở trên phạm vi địa phương, và có thể có một số những cái thành phần lợi dụng cái khả năng kinh tế của mình gây ảnh hưởng rất lớn đến các cái hành vi hay các quyết định của chính quyền địa phương. Xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp là cái hành vi mà có thể trực tiếp là hủy hoại cái tài nguyên đất, đồng thời là không đảm bảo các cái mỹ quan đô thị do công trình là công trình tạm bợ và công trình đối phó. Đồng thời nữa là vì là không có đủ các điều kiện về quy định về xây dựng cho nên sẽ cũng không được cấp phép về phòng cháy chữa cháy, là cái nguy cơ cháy nổ cũng sẽ rất là cao bởi vì không có đủ các phương tiện về phòng cháy chữa cháy theo luật định. Ngoài ra nữa thì rõ ràng tất cả những cái yếu tố nêu trên thì nó ảnh hưởng đến cái an ninh trật tự của địa phương và khu vực. Như vậy để thấy, việc buông lỏng trong lãnh đạo chỉ đạo để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tràn lan, kéo theo việc mua bán trái phép nhà ở trên đất nông nghiệp, dẫn đến những hệ lụy khôn lường, làm nhiễu loạn xã hội là thực trạng đáng báo động. Truyền hình Công an Nhân dân sẽ phản ánh đến quý khán giả trong các chương trình tiếp theo.